Du khách Indonesia lần đầu sang Việt Nam bất ngờ vì thấy Việt Nam quá hiện đại, không nghèo như mạng xã hội Indo vẫn nói. Xin chào các tình yêu của Vietnam Stronger. Các bạn thân mến, năm 2022, tờ Insider Market đã xướng tên Việt Nam trong top 6 quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, trong niềm tự hào và sung sướng của hàng triệu con dân đất Việt. Mới ngày nào từ một quốc gia nghèo khó, hết bị cấm vận kinh tế rồi tới nạn đói bao vây. Bây giờ đến Việt Nam, người ta hay thấy những con trâu đi trước, cái cày theo sau, rồi những căn nhà xuống cấp và đường phố chật hẹp. Vậy mà giờ đây Việt Nam chúng tôi đã lột xác với những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Đường phố sang xịn mịn và dịch vụ cũng chẳng thiếu thứ gì. Tuy nhiên có lẽ vì nước ta phát triển nhanh quá đỡ không kịp, cho nên trong suy nghĩ của nhiều người nước ngoài chưa bao giờ đến Việt Nam thì những định kiến rằng Việt Nam nghèo nàn lạc hậu vẫn còn. Chẳng hạn như một du khách người Indonesia mới đây, trong lần đầu đến Việt Nam, anh chàng đã tỏ ra rất sửng sốt vì không ngờ Việt Nam lại phát triển đến như vậy. Anh ấy đã có những phát biểu cười ra nước mắt, kèm theo đó là rất nhiều bình luận đáng chú ý đến từ cư dân mạng Indonesia. Cụ thể như thế nào thì các bạn cùng theo chân mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì let's go! Chuyện là cách đây khoảng 3 tuần, có một YouTuber nổi tiếng người Indonesia là Obai Sabucha 69 đã đến thăm Việt Nam và đăng tải đoạn video dài gần 30 phút lên kênh của mình. Anh ấy chia sẻ rằng đây là lần đầu đến Việt Nam và anh cũng không xem review trên mạng nhiều để chuyến đi thêm phần gây tò mò và hứng thú. Cũng chính vì vậy mà suốt chuyến đi, anh chàng đã không ít lần phải há hốc mồm kinh ngạc trước đất nước Việt Nam của chúng ta. Địa điểm đầu tiên anh đến là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh đã đăng tải một video với tiêu đề "Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là thành phố rất tiên tiến và sạch". Video này quay lại toàn cảnh những địa điểm nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh như bưu điện thành phố, những tòa nhà cao tầng và những đường phố đông đúc. Anh ấy nói rằng Việt Nam rất sạch sẽ và mới mẻ. Ngay đêm hôm đó, anh chàng cũng đăng tải video với tiêu đề "Đêm đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, đất nước này rất tự do". Trong video này thì chàng trai Indonesia quay lại hình ảnh phố đi bộ Bùi Viện và quang cảnh đường phố về đêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Các phương tiện giao thông dày đặc và người đi bộ trên đường cũng rất đông. Anh chàng chia sẻ, mặc dù ở đây đông đúc nhưng anh thích bầu không khí năng động này, nơi này sạch sẽ và tự do, bạn có thể cảm thấy như ở nhà khi ở đây. Tuy nhiên thì anh chàng này gặp một chút khó khăn về ngôn ngữ khi không biết tiếng Việt, nhưng nhìn chung những gì anh chàng nói về Việt Nam đó là sự phát triển vượt bậc và vượt xa mọi kỳ vọng của anh chàng. Bên dưới những video này, netizen Indonesia đã để lại rất nhiều bình luận. Bình thường khi combat trên mạng với hội bàn phím Việt Nam thì các anh em Indo rất nóng nảy và tiêu cực, không biết lần này thì sao đây? Chúng ta cùng xem họ đã nói gì nhé! Thành phố có rất nhiều hoạt động của cư dân. Những người thư giãn trên mọi nẻo đường một cách an toàn mà không có sự hỗn loạn, thật đáng tiếc là không có cư dân địa phương nào có thể nói tiếng Anh. Hồ Chí Minh hơn Jakarta, trả tranh du khách trộm Việt Nam hơn Indonesia. Việt Nam 19 triệu du khách, Indonesia vẫn 17 triệu du khách nước ngoài thôi. Xét về du lịch Việt Nam thì có đủ loại hình, không riêng gì biển, vượt trội về cơ sở vật chất, tuyệt quá Việt Nam. Tôi dự định kinh doanh tại Việt Nam, sắp tới tôi sẽ tới đó nhưng có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Họ không biết nói tiếng Anh và không biết nói tiếng Indo sao? Từng có bài báo nói rằng ngôn ngữ Indo phổ biến thứ hai ở Việt Nam. Vào những năm 70, họ đến Malaysia và Indonesia vì chiến tranh. Bây giờ chúng tôi đến nơi của họ với tư cách là khách du lịch. Chúng ta thừa nhận Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á có tốc độ phát triển kinh tế phi thường. Khi Indonesia những năm 60-70 mới bắt đầu xây dựng, Việt Nam vẫn đang chiến tranh và Indonesia bị ảnh hưởng bởi người Việt. Tôi có thể nói rằng Việt Nam đã tiếp thu những gì Trung Quốc đã làm, tiếp tục có một hệ tư tưởng cộng sản nhưng cởi mở vì sự tiến bộ và phúc lợi của người dân. Mặc dù có những hạn chế về chính trị, các bạn có thể thấy những gì đã xảy ra ở Myanmar và Bắc Triều Tiên. Có vẻ như Việt Nam không muốn người dân của mình phải chịu thiệt thòi. Nhiều người nói Việt Nam giàu có ư? Không hẳn đâu. Thành phố hỗn loạn, thành phố có cả ngàn chiếc Honda. Tôi nghĩ Việt Nam nhiều người giản dị so với người giàu, họ không có đủ ô tô đâu. Bắt đầu thích Việt Nam, đang tìm bạn đời bên đó anh em ạ. Nghe nói bên đó có chợ mai mối, tự tìm con gái Việt về làm vợ đi anh em. Ở Việt Nam, hệ thống điện rất gọn gàng, gần như là không thấy đường dây điện vì nó được đi ngầm dưới đất. Sự sạch sẽ của thành phố thật đáng kinh ngạc. Có lẽ là hơi kém thú vị đối với người theo đạo Hồi khi đến thăm đất nước này về vấn đề ẩm thực. Nhìn chung các tín đồ Hồi giáo ở Indonesia nên thích Thổ Nhĩ Kỳ, Nga hoặc các nước Ả Rập hơn. Tình hình thành phố thì như Thái Lan, đường xá thì như Ấn Độ. Đừng miễn cưỡng chê bai Việt Nam, thật tốt khi trung tâm thành phố không bị kẹt xe như ở Indonesia. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ đầu những năm 90, Hàn Quốc đã mở rộng ảnh hưởng khi đổ vốn lớn vào thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng những tòa nhà cao tầng sang trọng,
thậm chí là tòa nhà cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng của Hàn Quốc. Sự phát triển này là của Hàn Quốc chứ không phải là Việt Nam. Các bạn thân mến, đó là những bình luận nhận về lượt tương tác khá cao từ netizen Indonesia. Đúng là dở khóc dở cười sau khi đọc những bình luận này các bạn ạ. Bởi lẽ người Indo cũng có người tít, người rát, có bạn khá dễ thương và dành lời khen cho Việt Nam, nhưng cũng không thiếu những con sâu làm dầu nồi canh. Thậm chí có bạn còn nói rằng ở Việt Nam tiếng Indo là ngôn ngữ phổ biến thứ hai mới ghê. Sự tích dân Indo hiểu nhầm tiếng Indo là ngôn ngữ thứ hai do các kênh truyền thông Indo dịch nhầm tin tức. Có tin tức ở Indo nói rằng giáo dục trung học phổ thông Việt Nam ngoài tiếng Anh là môn học ngoại ngữ tự chọn thứ nhất, thì có thể chọn những môn như tiếng Hàn, Nhật, Trung, Nga, Indo là môn tự chọn thứ hai, nôm na là vậy. Nhưng dân và truyền thông Indo lại hiểu thành Việt Nam bắt học sinh học tiếng Indo là ngôn ngữ thứ hai của đất nước. Cả vụ Việt Nam học đánh du kích từ Indo nữa. Không biết là các bạn có nhớ không, Indo họ ngộ nhận nhiều cái lắm. Họ không biết rằng mình dùng chiến thuật du kích cả vài nghìn năm nay rồi. Quay lại với mức độ phát triển của đất nước, khách quan mà nói thì sẽ thật là khập khiễng khi so sánh Việt Nam và Indonesia, vì trên hết hai đất nước ở hai chế độ khác nhau hoàn toàn. Nền văn hóa và quan điểm sống của người dân cũng hoàn toàn khác. Nhưng việc các bạn Indo có hiểu biết hạn hẹp về Việt Nam mà lại đem lời chê bai rồi nói xấu thì thật không hay chút nào. Tuy nhiên, nhiều bạn Indonesia có cái nhìn rất lạc quan và tích cực đấy chứ. Đơn cử như vấn đề về đường dây điện trên đường phố, nhiều netizen Indo nói là ở Việt Nam hệ thống điện rất gọn gàng, gần như là không thấy đường dây điện vì nó được đi ngầm dưới đất. Điều đó đúng 70% ở thành phố lớn của Việt Nam, còn ở nông thôn ngày nay thì điện đóm cũng đầy đủ và đường dây điện cũng gọn gàng đẹp mắt. Còn một số thành phố lớn ở Indonesia, nếu bạn nào yếu tim thì không dám đứng dưới hệ thống điện bên Indo đâu. Nó giống như một mạng nhện các bạn ạ. Thông tin thì nhìn những hình ảnh này đi. Mình còn không biết các công nhân điện lực của Indo họ sẽ xử lý ra sao một khi có sự cố điện xảy ra nữa. Nhưng tất nhiên rồi, Việt Nam cũng có những điểm nhức nhối chưa thể khắc phục được, như là nạn trộm cắp vặt này, rồi chặt chém khách du lịch và cả về vấn đề vệ sinh công cộng. Nhưng theo mình thấy ở đâu cũng có hai mặt như vậy thôi. Khi đi du lịch đến đâu thì chỉ còn cách nhập ra tùy tục và trải nghiệm một cách thoải mái. Còn bù lại, Việt Nam có 1.001 thứ đáng để bạn bè quốc tế khám phá như ẩm thực, phong cảnh, tiện ích cũng như là con người thân thiện. Như anh chàng Indonesia ở đầu video, không biết một câu tiếng Việt cũng chẳng nói được câu tiếng Anh nào, vẫn đi du lịch Việt Nam ngon ơ. Nói tóm lại thì chưa đi chưa biết Việt Nam, đi rồi mới biết Việt Nam thế nào. Nên là các bạn Indo và các nước khác hãy yên tâm khi đến Việt Nam nhé. Con người Việt Nam rất hiếu khách, sẽ không vì thua một trận thể thao hay những dòng bình luận ác ý mà thù hằn hay thái độ gì đâu. Thể thao mà, thắng thua là bình thường. Còn trên mạng cũng chỉ là những lời nói gió bay thôi. Các bạn Indonesia cứ đến Việt Nam chúng tôi một lần là biết Việt Nam hay ho và thú vị đến chừng nào. Chỉ cầu mong cho bạn đừng gặp mấy thánh giật đồ, ra về thì đừng gặp mấy ông hải quan ối rồi ôi, thế là đủ. Mình tin chắc rằng người Việt Nam sẽ luôn chào đón tất cả những ai yêu quý đất nước Việt Nam. Còn đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.